Xin chào tất cả quý vị cùng tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu một món đồ uống rất là bổ dưỡng, đó là món sinh tố bơ sâu. Món sinh tố bơ sâu gồm có hai nguyên liệu chính. Một là bơ, hai là sầu riêng, sữa tươi và sữa đặc. Bơ, tất cả các bạn nếu chọn quả bơ bút thì các bạn phải chọn phía trong là mềm, phía ngoài là cứng. Đó là vì mình chọn nguyên liệu về quả bơ. Còn nước sầu riêng, chúng tôi sẽ chọn sầu riêng của Thái. Khi gọt quả bơ, các bạn nên phải hết sức và cẩn thận. Khi gọt, các bạn sẽ để lại một cái phần màu xanh của cái quả bơ, vì chất dinh dưỡng nó nằm ở nơi cái phần xanh của cái quả bơ này. Đấy, khi thành một quả bơ, các bạn thấy có ngon không? Đấy, quả bơ rất là ngon. Sầu riêng các bạn nên phải cẩn thận chọn, không được sườn cái quả sầu riêng này. Để chế biến lên một ly bơ sâu thì bơ sẽ dùng 120g, sầu chúng ta sẽ dùng 50g, sữa tươi chúng ta sẽ dùng 50ml, sữa đặc chúng ta sẽ dùng 40ml. Đó là nguyên liệu để chúng ta chế biến. Sau này tôi sẽ làm chế biến món bơ sâu cho các bạn. Về sữa tươi, chúng ta sẽ dùng 50ml sữa tươi. Sữa đặc, chúng ta sẽ dùng 30ml sữa đặc. Đã dùng đủ 30ml sữa đặc. Chúng ta sẽ dùng một cái cá đá này để đổ vào để xay lên. Rồi tất cả nguyên liệu tôi đã bỏ vào đủ trong máy xay sinh tố này. Sau này xay cho các bạn xem. Bây giờ đã xay xong phần sinh tố bơ sâu. Khi mình xay xong, nếu đủ tất cả nguyên liệu thì cái bơ sâu này nó sẽ đậm đặc như thế này. Nó không quá đặc mà cũng không quá là loãng. Đấy. Để cho muốn món đồ uống này được hấp dẫn hơn thì các bạn nên để decor lên cái ly để được cho nó bắt mắt hơn. Ngoài ra đây là dưa nướng nhé các bạn. Dưa nướng này là nó rất là thơm nhé. Đấy, decor một ít dưa nướng lên trên này. Vừa rồi chúng ta đã làm xong món đồ uống sinh tố bơ sâu. Món sinh tố bơ sâu này có nó rất nhiều cái chức năng. Nhất là giảm nguy cơ về bệnh tim mạch, cải thiện làn da, chống lão hóa cho chị em phụ nữ, cải thiện não bộ, tăng cường thể lực. Đây là món đồ uống của quán Út Cà Phê của chúng tôi. Xin chân thành chào các bạn.